Chào tất cả các bạn thân mến, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái phần mềm hữu ích để chúng ta học tiếng Anh. Bởi vì hiện nay học tiếng Anh không chỉ là có tầm quan trọng đối với các em học sinh, sinh viên, mà học tiếng Anh nó còn có vai trò rất là quan trọng đối với những cái người năng động cũng như là công dân Việt Nam. Và đặc biệt là đối với người bận rộn thì cái việc học tiếng Anh nó lại là một cái vấn đề rất là nan giải. Cho nên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ba phần mềm để có thể thực hiện tốt cái việc học tiếng Anh của mình. Như vậy thì các bạn thấy rằng là ba phần mềm nó hơi dài, cho nên là mình sẽ chia làm ba clip. Clip đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nó phần mềm đầu tiên, đó là phần mềm Basic English Grammar. Như vậy thì để tải được cái phần mềm này thì các bạn vào kho ứng dụng CH Play, và sau đó các bạn sẽ đánh vào nó là ngữ pháp tiếng Anh cơ bản nhé. Và sau khi bạn đánh vào rồi thì chúng ta sẽ kéo xuống phía dưới, ở dưới có một đó là ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, ký hiệu là chữ G nhé các bạn. Và sau đó các bạn click vào và tải về. Cái này là do mình đã tải về rồi cho nên mình không tải để nữa ha các bạn. Như vậy thì khi tải về thì cái phần mềm nó có giao diện như thế này. Và sau đó thì chúng ta sẽ click vào. Khi click vào thì ở cái giao diện của phần mềm sẽ có hai phần. Phần thứ nhất đó là phần lý thuyết và phần thứ hai là phần kiểm tra. Ở phần lý thuyết sẽ là phần củng cố tất cả các ngữ pháp cơ bản của môn tiếng Anh, và phần thứ hai đó là phần kiểm tra để đánh giá khả năng chúng ta thực hành cái phần lý thuyết như thế nào. Như vậy thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn về phần lý thuyết trước. Các bạn sẽ click vào một lý thuyết nhé các bạn. Sau khi các bạn click vào lý thuyết thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở lý thuyết nó sẽ phân ra rất là nhiều cái chủ đề từ chủ đề thứ nhất cho đến chủ đề thứ 26 nhé các bạn. Như vậy thì nó có tất cả là 26 chủ đề, tương ứng với một chủ đề là một loại cái cấu trúc ngữ pháp để chúng ta có thể là hình thành lên những cái đoạn thoại cũng như là chúng ta giao giao lưu cũng như là chúng ta nói tiếng Anh một cách lưu loát hơn và đúng cái ngữ pháp hơn. Như vậy thì các bạn thấy rằng là ở chủ đề 1 chúng ta sẽ có hiện tại đơn vị này, hiện tại tiếp diễn các bạn, chúng ta sẽ click vào. Và sau đó thì chúng ta thấy rằng là ở đây ở cái phần đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là cái cấu trúc các bạn thấy nó hiện lên đó nhé. Đó là phần mục lớn, đó là cấu trúc về hiện tại đơn nè và hiện tại tiếp diễn. Và ở đây chúng ta có luôn cả các bạn so sánh giữa cái từ hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn các bạn. Như vậy thì nhìn vào đây chúng ta sẽ rất là dễ dàng để biết được cái cấu trúc của một cái thì như thế nào. Và cách và cái mục thứ hai các bạn thấy đó là cách sử dụng. Vậy thì cái thì này được sử dụng như thế nào, rồi diễn tả một cái hành động như thế nào, thì ở đây người ta có mô tả rất là kỹ và rõ cho các bạn nhé. Như vậy thì chúng ta thấy đó. Và đến mục thứ ba thì các bạn thấy rằng đến mục thứ ba là dấu hiệu nhận biết. Thì về cái dấu hiệu nhận biết thì người ta cũng liệt kê ra những cái từ nào để nhận biết để chúng ta biết được cái thì đó nó như thế nào nhé. Và hai bên thì chúng ta sẽ có là cái bảng so sánh luôn. Và như vậy thì mục thứ tư thì nó có cái mục đó là spelling, spelling để chúng ta sẽ kiểm tra và đánh giá nhé. Rồi như vậy thì các từ phía sau nó như thế nào, rồi cái khi nào thì dùng y, khi nào dùng es vân vân nha các bạn. Ta trở lại cái mục ban đầu. Vậy thì khi mà trở lại với mục ban đầu thì chúng ta có thể đi vào thử một cái mục khác để chúng ta xem và kiểm tra nhé. Chúng ta sẽ vào chủ đề số 15. Các bạn thấy là chủ đề thứ 15 nhé, ta click vào. Và sau đó thì chúng ta thấy rằng đây là cái hình thức so sánh trong cấu trúc tiếng Anh. Như vậy thì bắt đầu là ngoài cái cấu trúc các thì ở đây chúng ta còn có cấu trúc so sánh và các cái cấu trúc khác và tổng hợp những cái cấu trúc cơ bản của môn tiếng Anh. Một nhỏ thì chúng ta thấy rằng là đó là so sánh bằng. Và phần so sánh bằng, so sánh bằng này thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có được cái cấu trúc ngữ pháp nhé các bạn, và cách hình thành nên một cái cấu trúc như thế nào nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có phần thứ hai, đó là phần so sánh hơn và so sánh kém. Ở đây thì bắt đầu là người ta cũng nêu rõ cái cấu trúc nè, rồi những từ đi kèm nè, rồi cách để thể hiện so sánh nó như thế nào nhé. Các cấu trúc thì người ta lại in đậm. Vậy thì các bạn thấy rằng rất là dễ để chúng ta phân biệt và chúng ta hiểu được các cái thì cũng như cái cấu trúc cơ bản bên tiếng Anh. Như vậy thì vừa rồi mình đã hướng dẫn sơ cho các bạn về các cái chủ đề của phần lý thuyết môn tiếng Anh. Thì các bạn thấy rằng em với môn tiếng Anh thì nó rất là rộng về cái ngữ pháp, nhưng ở đây cái phần mềm Basic English Grammar nó đã hệ thống được tất cả các cái cấu trúc cơ bản của môn tiếng Anh. Nếu chúng ta nắm rõ hết cái cấu trúc này từ chủ đề thứ nhất đến chủ đề thứ thứ 26 thì các bạn
chắc chắn rằng sẽ nắm vững được cái cấu trúc ngôn tiếng Anh và chúng ta sẽ thao tác tốt trên bài thi cũng như là chúng ta sẽ nói lưu loát được tiếng Anh. Và như vậy thì sau các phần lý thuyết rồi thì chúng ta sẽ trở lại nhé. Chúng ta trở lại cái phần ban đầu, đó là chúng ta sẽ sang cái phần kiểm tra. À, như vậy thì các bạn thấy rằng là phần kiểm tra tức là chúng ta đánh giá lại cái phần lý thuyết chúng ta đã học tập khi nãy, và chúng ta sẽ kiểm tra đánh giá dựa trên là các cái câu hỏi kiểm tra. Như vậy thì các bạn thấy rằng là ở đây cũng có tất cả là từ chủ đề thứ nhất đến chủ đề thứ 26. Như vậy thì tương ứng với mỗi phần lý thuyết sẽ có một cái phần thực hành bài tập các bạn. Như vậy thì mỗi phần thực hành bài tập nó sẽ có tất cả các cái câu hỏi, những câu hỏi thuộc các phần đó để chúng ta thao tác, để chúng ta nắm rõ hơn cái phần lý thuyết của mình. Và ví dụ bây giờ mình sẽ click vào chủ đề thứ ba, đó là quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn các bạn. À, khi mình click vào thì cái giao diện nó hiện lên như thế này nhé. Ở đây thì các bạn thấy rằng là nó sẽ hiện cái hỏi đầu tiên, nó sẽ có tất cả là 10 câu hỏi, từ câu hỏi thứ nhất đến câu hỏi thứ 10 nhé. Như vậy thì nếu như ở đây mình đã thuộc rồi cái cấu trúc ngữ pháp thì mình chỉ việc là chọn cái đáp án đúng, đáp án đúng. À, như vậy thì đáp án đúng của câu này là ice words. Rồi, đáp án đúng. À, vì như vậy thì nếu như bạn đã chọn đáp án đúng thì bạn thấy là cái clip vào nãy nó hiện lên màu xanh, và nếu như bạn chọn đáp án sai thì nó sẽ hiện lên màu đỏ nhé các bạn. Ở đây mình sẽ chọn thử một cái đáp án sai để chúng ta phân biệt nha. Rồi, vậy thì cái phần mềm nó sẽ hiện lên là bạn đã sai rồi vì you là chủ ngữ ngôi hai đi với to be, were. Vậy thì sau khi mình đã thao tác sai trên phần mềm thì bắt đầu là phần mềm sẽ báo cho mình biết đó là bạn thao tác sai, và sai vì sao? Vì sao you đó là chủ ngữ ngôi thứ hai cho nên phải đi với lại were. Vậy thì các bạn thấy rằng là ở đây là phần mềm nó rất là hay, e chỗ là giải thích chúng ta sai là sai như thế nào luôn. Vì vậy các bạn thấy là chúng ta sẽ yên tâm để nó thực hành hành và chúng ta biết ngay được là mình sai chỗ nào, lý do tại sao mình sai. À, như vậy thì các bạn thấy là nếu mà cái phần mềm này chúng ta được cài đặt vào trong điện thoại của chúng ta thì chúng ta có thể an tâm về một cái sổ tay nho nhỏ để chúng ta có thể nắm nắm chắc được về các phần tất cả các phần phần ngữ pháp của tiếng Anh. Và như vậy thì bạn cũng có luôn sẵn một cái kho bài tập để chúng ta có thể thực hành cái phần lý thuyết của mình. Và ví dụ như bây giờ mình lại click vào một cái mục khác, đó là cái mục mạo từ nhé các bạn. À, thì cái mục mạo từ này nó cũng có luôn cho mình là những cái câu hỏi nhé, câu hỏi từ câu hỏi thứ nhất đến câu hỏi thứ 10. Như vậy thì ở câu hỏi đầu tiên, umbrella thì các bạn thấy rằng nó sẽ đi với mạo từ nào. Vậy thì ta click thử nhé, và khi chúng ta click vào nếu như mình thấy nó chớp màu màu xanh tức là mình đã có một đáp án đúng, và đáp án sai là nó sẽ hiện lên màu đỏ, và sau đó sẽ giải thích vì sao sai nhé. Vậy thì mình đã tiếp tục thử cho các bạn nhé. Vậy thì các bạn click thử vào vào nhé. À, như vậy thì nó đã báo sai rồi, bởi vì đứng trước các danh từ bắt đầu bằng phụ âm như như am, are, can, nó không đứng trước các cái nguyên âm như là you, are, vân vân. Thì vậy các bạn thấy rằng là nó cũng giải thích vì sao vậy, để chúng ta biết được là chúng ta sai chỗ nào và chúng ta sẽ khắc phục như thế nào đó các bạn. Rồi vậy thì nếu như bạn ở đây chúng ta tiếp tục nha, tiếp tục và chúng ta lít ở phần ảnh. À, nếu anh này như này thế này là nó đã sai rồi nhé, nó lại sai cũng báo chúng ta là đã sai rồi. Là vì sao anh đứng trước danh từ bắt đầu bằng một trong năm nguyên âm. À, như vậy thì cái từ anh nó chỉ có đứng trước các danh từ như là ice, you, is, vân vân. À, chúng ta trở về cái mục ban đầu nhé các bạn. Vậy thì các bạn thân mến, thì mình đã hướng dẫn xong cho các bạn về cái cấu trúc cơ bản cũng như là ngữ pháp cơ bản của môn tiếng Anh. Nó phần mềm này có tên là Basic English Grammar.
Vậy như vậy thì các bạn nếu chúng ta có thời gian thì vui lòng tải phần mềm này về, thì máy của mình nó sẽ là một cái phần mềm hữu ích giúp các bạn như một cái quyển như là một cái quyển sổ tay bỏ túi để chúng ta có thể nắm vững hơn cái cấu trúc ngữ pháp, chúng ta có thể tiến hành là thi các cái cuộc thi chuẩn châu Âu hoặc là khách hàng 6 bậc của châu Âu cũng như 6 bậc của Việt Nam, thì chúng ta cũng vẫn thi tốt được. Và ở phía sau nó cũng có là cái phần phần bài tập để giúp ta hướng dẫn chúng ta thao tác tốt hơn trong quá trình ta học lý thuyết. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi phần mềm này, và clip sau thì mình sẽ tiến hành là giới thiệu cho các bạn một cái phần mềm hữu ích nữa để giúp chúng ta học tốt được môn tiếng Anh. Vậy thì theo mình nó thì sẽ có tất cả là ba phần mềm. Vậy thì ba phần mềm này rất là quan trọng, cho nên thì các bạn hãy cố gắng đón xem cái phần mềm tiếp theo của mình nhé. Xin trân trọng kính chào các bạn và chúc các bạn luôn học tốt môn tiếng Anh của mình. Xin trân trọng kính chào.